Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới an lành hạnh phúc. Mời các bạn đến với bản tin buổi sáng ngày 18 tháng 5 trên báo VOV. Huấn luyện viên Trần Tiến Đại nói gì sau sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Nguyễn Philip? Trong buổi họp báo sau trận Công an Hà Nội để thua 1-4 trước câu lạc bộ Bình Dương tại vòng bình 9 V-League 2023-2024 trên sân vận động Gò Dầu, huấn luyện viên Trần Tiến Đại đã lên tiếng bảo vệ cho sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Nguyễn Philip. Trận thua 1-4 của câu lạc bộ Công an Hà Nội trước Bình Dương thuộc vòng 19 V-League tối 17 tháng 5 cho thấy màn trình diễn tệ nhất của Nguyễn Philip từ ngày về Việt Nam. Phút 40 khi trận đấu đang hòa 0-0, Nguyễn Philip bất ngờ mắc sai lầm, anh bắt không dính bóng sau cú sút xa của Bùi Vĩ Hào. Nếu không bàn thắng cho Arthim Miller Bình Dương. Cú sút của Vĩ Hào được thực hiện từ khoảng cách gần 20m nhưng Philip lại mắc lỗi khó hiểu. Đây là sai lầm nghiêm trọng thứ 3 của thủ môn số 1 tuyển Việt Nam chỉ trong vòng 4 vòng. Ở lần gần nhất, Philip mắc sai lầm khiến Công an Hà Nội thua 2-3. Thua Nam Định 2-3 ở vòng 16. Sau 26 trận bắt chính gồm 8 trận mùa trước và 18 trận mùa này cho Công an Hà Nội, chưa khi nào Philip phải nhận tới 4 bàn thua một trận tại V-League. Trận đấu vòng 19 cho thấy những dấu hiệu bất ổn trong phong độ của thủ môn số 1 tuyển Việt Nam. Trong 3 bàn thua còn lại của trước Bình Dương, Philip có đến 2 lần đứng im nhìn bóng vào lưới mà không có bất cứ nỗ lực cản phá nào. Đó là cú sút kỹ thuật rìa vùng cấm của Võ Hoàng Minh Khoa và cú đánh đầu từ phạt góc của Bùi Vĩ Hào. Philip tấn tờ sau trận đấu, anh được các trợ lý vận động viên động viên. Nguyễn Philip đang cho thấy hình ảnh trái ngược với chính anh khi mới về Việt Nam. Những mùa trước, anh là thủ môn hàng đầu giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc, được dự vòng loại Euro Ebalic và lên cả tuyển Cộng hòa Séc. Sự bất ổn có thể khiến ngôi vị số 1 của Philip bị lung lay ở tuyển Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Đặng Văn Lâm đang chơi ổn định, còn Bùi Tiến Dũng đang hồi sinh phong độ. Đó, tất cả thì đó là con người thì bất cứ lúc nào thì cũng có thể bị mắc sai lầm, dù anh còn tốt đến mấy. 90% cái công việc hoặc là cụ thể trong việc bắt gôn thủ môn, anh dự khung thành rất hay, thế nhưng mà cũng không may đến lúc nào đó không may bị mắc sai lầm thì cũng là có thể là cái có thể là bước ngoặt cho con đường và sự nghiệp của Philip Nguyễn. Rất mong anh sẽ cố bỏ qua những cái mắc sai lầm của mình để thi đấu tốt hơn, để anh vẫn là niềm tin cho huấn luyện viên trưởng của huấn luyện viên của câu lạc bộ Công an Hà Nội và đội tuyển quốc gia tin tưởng và giao trọng trách người gác đền số 1.